chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc sống xung quanh chúng ta còn vô vàn điều mới là thú vị và vô cùng bí ẩn. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn đi khám phá những điều mới mẻ và bí ẩn đó. Để không bỏ lỡ những thông tin chi tiết từ kênh của chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi đến với phần thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay nhé. Bí mật chiếc vương miện gần 100 năm trong lễ cưới của công chúa Beatrice Trong lễ cưới bí mật ở Windsor nước Anh, nữ hoàng Elizabeth cho phép cháu gái 31 tuổi Beatrice đổi chiếc vương miện mà bà đã đổi trong chính lễ cưới của mình vào năm 1947. Chiếc vương miện là đồ vật gia truyền quý giá, được thương hiệu trang sức nổi tiếng Zarat chế tác vào năm 1919. Ban đầu, chiếc vòng được tặng cho nữ hoàng Victoria, sau đó được trao lại cho nữ hoàng Elizabeth. Tuy nhiên, trước giờ hôn lễ của Elizabeth diễn ra, chiếc vương miện không may bị gãy và phải chuyển đến xưởng sản xuất ban đầu của thương hiệu Sarat ở London để hàn. Trước sức ép thời gian, những người thợ lành nghề ngành kim hoàn đã kịp thời xử lý để chiếc vương miện xuất hiện trở lại trong lễ cưới. Về sau, chiếc vương miện cũng được cho công chúa Annie mượn để mang trong lễ cưới với Mark Philip vào năm 1973, nhưng kể từ đó, chiếc vương miện hiếm khi được nhìn thấy trước công chúng. Chiếc vương miện được thiết kế 47 thanh với chiều dài khác nhau, mỗi thanh đều được đính kim cương. Việc các công chúa được mượn đồ gia truyền trong hoàng gia để mặc trong các dịp quan trọng là vinh sự lớn. Trước đó, công nương Kate hay Megan đều được cho mượn một số trang sức quý giá của hàng gia để diện trong lễ cưới. Theo Daily Mail, nữ hoàng Elizabeth và công chúa Beatrice được cho là có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Những ngày thơ ấu, Beatrice được chơi đùa trong khuôn viên do chính nữ hoàng Elizabeth lệnh tôn tạo nhằm tạo cho cô có được một tuổi thơ tròn vẹn nhất trước khi lớn dần lên trong lễ cưới của mình, công chúa Beatrice xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy cổ điển đơn giản. vào tháng 1 năm 2020, Beatrice đến cửa hàng của nhà thiết kế Caroline Castigliano ở Knightsbridge, London để thử váy cưới. dù không tiết lộ giá trị của chiếc váy cưới đã diện trong ngày trọng đại, nhưng theo khảo sát, giá váy cưới của nhà thiết kế Caroline dao động từ 15.000 đến 30.000 đô la. Lễ cưới của công chúa Beatrice trước đó được ấn định diễn ra vào ngày 29 tháng 5, nhưng tạm hoãn vì dịch Covid-19. Vào ngày 18 tháng 7, theo giờ The Anh, công chúa Beatrice mới chia sẻ hình ảnh về ngày vui của mình. Theo truyền thông Anh, hôn lễ bí mật chỉ có 20 khách mời của công chúa Beatrice được tổ chức thân mật tại nhà nguyện Hoàng gia Âu Xanh của Windsor. Nữ hoàng Hoàng thân Philip, hoàng tử Andrew, Sarah Ferguson và công chúa Engeli đều có mặt. Ngoài ra con trai riêng 4 tuổi của chú rể Edo đóng vai trò phụ rể. Tuy đám cưới không hề giống như Beatrice lên kế hoạch từ đầu, nhưng cô và chồng vẫn xoay sở để có một bữa tối trước hôn lễ với những người thân. Các vị khách sau đó qua đêm tại Joyan Lost, nhà của công tước xứ Rox và mọi người đều tuyên thể giữ bí mật mọi chi tiết của đám cưới. Tuy nhiên, có một truyền thống quan trọng mà Beatrice và Edo đã không thực hiện. Họ quyết định ở bên nhau đêm trước khi trao lời thệ nguyện. Thông thường các cặp sắp cưới dành đêm cuối cùng của đời độc thân với gia đình và bạn bè, nhưng Beatrice và Edo chọn làm điều trái ngược và qua đêm với nhau. Trước đó, hầu như các thành viên hoàng gia khác đều theo truyền thống này, trải qua một đêm chờ đợi để nhìn thấy nửa kia trước bàn thờ chúa. khách từng ở khách sạn Gordon London, một trong những khách sạn yêu thích của nữ hoàng vào đêm trước đám cưới cùng mẹ và em gái Pippa. Họ ở trong phòng hoàng gia có giường tuyệt đẹp và ban công nhìn ra vườn cây. Trong khi đó, chồng tương lai của cô là hoàng tử William qua đêm tại Clarence House của bố và mẹ kế Camilla cùng với phụ rể Harry Hồi năm 2018 Megan và mẹ cô, bà Doria Ragland, dành đêm cuối trước khi kết hôn tại khách sạn Cleveland House, một khách sạn sang trọng nằm cách phía bắc lâu đài Windsor gần 15 km. Còn Harry ở cùng anh trai William tại khách sạn Dorchester Collection ở Ascot. Ngoài làm trái phòng tục trên, vợ chồng Beatrice và Edo vẫn giữ nhiều truyền thống khác, bao gồm cả việc đặt bó hoa cưới lên mộ của những người lính vô danh tại tu viện Westminster. Đây là hành động tưởng niệm các binh lính Anh thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Ngày hôm sau, cả hai cũng công bố ba bức ảnh đám cưới. Họ quyết định không công bố sớm để tránh chiếm mất sự chú ý của công chúng dành cho sự kiện. Đại úy Tom Moore được nữ hoàng phòng tước hiệp sĩ chỉ vài giờ sau hôn lễ của họ cũng tại lâu đài Windsor, công chúa Beatrice 31 tuổi là con gái của hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của nữ hoàng Elizabeth II. Còn chồng mới cưới của công chúa Beatrice là Eduardo Mapelemozi 35 tuổi, ông trùm bất động sản từng ly hôn và có một cậu con trai 4 tuổi. Theo Miro, con gái của hoàng tử Andrew hẹn hò với Eduardo từ tháng 9 năm 2018. Cả hai quen nhau do được bạn chung giới thiệu trước đám cưới của công chúa Angini một tháng và lập tức phải lòng nhau. Bạn bè của Beatrice tiết lộ, cháu gái thứ năm của nữ hoàng Anh cũng đã đưa bạn trai tới gặp bố mẹ, công tước và nữ công tước xứ sóc. Cô thậm chí cũng giới thiệu nhà triều phú này là người yêu của mình tại một bữa tiệc riêng tư do tỷ phú Ấn Độ Lasmi Mitel tổ chức ở London Edward là bạn trai đầu tiên của công chúa 31 tuổi sau khi cô chia tay bạn trai 10 năm, D. Clark, người Mỹ, vào năm 2016. D. Clark là giám đốc điều hành của Uber và đã kết hôn với bạn gái Lin Anderson vào hồi tháng 7 năm 2018. Trước đó, mối tình đầu của Beatrice là một anh chàng người New York, Paulo Lucio khi công chúa mới 17 tuổi. Trong mới cưới của Bichik là con trai của Christopher Shell, một người bạn của cựu thủ tướng David Cameron và đã qua đời trong lễ hội Glastonbury năm 2011. Edward Ador là một người yêu thích môn cricket, chó và opera. Anh thành lập công ty tư vấn bất động sản Panda vào năm 2007 và thực hiện nhiều dự án hàng triệu đô với các khách hàng giàu có.